Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã La Di tổ chức lễ đón nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội Dinh Thầy Thím vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tham dự có bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã La Di, các sở ban ngành và nhân dân địa phương. Đây còn là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. Lễ hội Dinh Thầy Thím được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 12 tháng 1 năm 2022. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần phát triển du lịch và thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội địa phương, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của cộng đồng, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Từng bước tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch để đưa lễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím xứng tầm, đồng thời là đảm bảo được các yêu cầu đặt ra trong điều kiện và tình hình phát triển của đất nước của thị xã La Di và của tỉnh. Phối hợp với lại thị xã La Di là hỗ trợ ban quản lý di tích về mỗi mặt, nhất là về nội dung tổ chức lễ hội hàng năm, để cái lễ hội Dinh Thầy Thím tại thị xã La Di hàng năm nó giữ được cái nét truyền thống và mang đậm cái bản sắc văn hóa của người dân tại địa phương. Chúc mừng và chung vui với chính quyền và nhân dân thị xã La Di, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh khẳng định, lễ hội Dinh Thầy Thím là lễ hội truyền thống đặc sắc tiêu biểu không chỉ của cộng đồng dân cư địa phương mà còn là di sản văn hóa chung của người dân nhiều tỉnh thành lân cận ở khu vực phía Nam. Để bảo tồn phát huy có hiệu quả giá trị lễ hội, góp phần phục vụ phát triển du lịch trong thời gian đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã La Di chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội chu đáo, an toàn, đồng thời duy trì tổ chức phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian phù hợp với điều kiện đặc thù và truyền thống của địa phương. Trong đó, quan tâm đến việc trao truyền hướng dẫn cho thế hệ trẻ về tập tục tín ngưỡng và cách thức thực hành các nghi lễ. Cùng với việc tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng quy hoạch, thị xã La Di còn tăng cường truyền thông quảng bá về giá trị, ý nghĩa và nét đặc sắc của lễ hội Dinh Thầy Thím, sớm xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, phục vụ phát triển du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.